Xin chào mọi người, hôm nay thì được đi tung tăng rồi các bạn ơi. Nhiều ông đồn là thằng này nó lấy vợ xong rồi nó bỏ câu luôn, thực ra không phải nha. Thì bữa giờ mình bận cái dự án trong rẫy nó cũng nhỏ nhỏ ấy. Thì bây giờ tương đối ổn rồi, hôm nay thì được trốn ra sông bữa các bạn. Đó, này đi chinh chiến lại nha. Để mình quay nước cho các bạn xem. Đang cho thuyền nó trôi tự do luôn. Thì nghỉ câu đâu đó cũng phải tuần hơn rồi các bạn. Đó. Ok. Bên kia người ta câu quá trời luôn. Ok. Giờ phải đi kiếm bãi đáp nha các bạn. Từ từ. Rồi, có bãi đáp rồi các bạn ơi. Mình vừa nghe tiếng của một cái con chim cao cát và thấy nó bay phía bên kia kìa. Bự lắm các bạn ơi, con phải 2-3 kg đấy. Chim cao cát nha. Nước hôm nay thì lớn và nó hơi hơi ngà đục thôi, chứ nó không có đục đỏ như chưa có nước đầu nguồn về các bạn. Năm nay về nước về rất là trễ luôn. Mình đậu ngay cái bụi này nha. Chỗ này đánh cũng tương đối ổn nè. Rồi, chuẩn bị ra mồi thôi. Ai cái mồi câu các bạn ơi. Tháng này vẫn phải đi mua trùng nha. Mình cũng nói chung là cũng có mưa rồi nhưng mà phải cả tháng nữa mình mới có thể là tự đi đào trùng bên ngoài được mình câu. Còn bây giờ thì phải đi mua nha các bạn. Không sao, rất là vô tư. Này mình đi mua một lần chứ mà câu phải mấy buổi mới hết các bạn ơi. Nó cũng nhiều lắm. Ok. Đây, ra cần thôi các bạn ơi. Đó, một lạng trùng thì mình có thể câu được 2 buổi nha. Vị trí là một buổi hết khoảng 20.000 tiền trùng, nó cũng không có tốn kém gì. Thì ở quê thôi chứ mà mùa khô thì đất nó khô cằn lắm bạn ơi. Bạn đào xuống 2-3 mét chưa gặp, không thấy độ ẩm luôn á, trùng nó đâu sống nổi đâu. Nên nó bắt buộc phải đi mua. Để nhiều bác cứ lầm tưởng là ở quê đất đai rộng rãi, thanh thang thì mình đào trùng dễ, không, không có đâu. Tùy mùa thôi. Đây, mình xuống được 1 cân rồi đó. Ok. Bây giờ ra mồi trái sung nha các bạn ơi. Trái sung mình mới nhặt khi nãy luôn. Mới là câu có ra gì. Bình thường đi câu là phải nhặt trước hôm trước rồi về phơi hôm sau mới câu. Đó. Ok. Không có chỗ quăng câu nha. Kỳ vậy ta, nửa tiếng rồi không thấy gì hết luôn các bạn ơi. Lạ gì. Kỳ vậy trời, mình ngâm gần cả tiếng hồ rồi mà không nghe động tĩnh gì hết luôn. Nó di chuyển thôi các bạn. Chịu rồi. Không giật được phát nào rồi. Đó, nó cũng ăn đây nè mà sao sao không thấy giật. Mình có chỗ đáp mới rồi các bạn ơi. Mình vừa thả xuống 2 cân đó. Đi lâu lâu đi câu mong cho mớm này tiêu. Ở đây có trái mướp rừng đây nè. Ở đây nhiều lắm các bạn. Này trái mướp rừng sau khi nó già nó sẽ rụng cái đít nó đi các bạn ơi. Và cái hạt ở trên nó sẽ rớt theo nha. À tôi thấy có đó. Đây đó, mình lắc lắc nó ra này. Đấy, mình lắc lắc nó ra hạt mướp các bạn ơi. Mướp này rất là đắng nha. Có cây ngọt, có cây đắng nhưng mà mình thì chưa thấy cái dây nào ngọt hết. Thật sự luôn, mình đi thử rất là nhiều dây nhưng chưa thấy dây nào ngọt hết. Ôi, chọn xuống sông đi. Đó, đó là một cái cách mà nó sinh sôi nảy nở các bạn. Nó rớt cái hạt xuống sông và nó cứ trôi theo nước vậy á. Tấp vô bờ là nó sẽ nở, nó lên cây thôi. Đấy, cái cầm màu xanh dính rồi đấy. Mình đang rồi. Đang móc trái sung. Lên cây. Vừa qua, tôi rớt. Đi rớt cái cây xuống sông rồi. Ủa. À có nha, có. Ô con gì đây? Cá sát. À, mở hàng đầu tiên. Ô mừng quá. Cả tiếng hồ rồi đó. Đấy nha. Cả tiếng đồng hồ rồi mới được 1 con thôi. Đây.
thu ngân sách luôn nha. Đó, mình thả mồi cho sung cái đã. Đó đó đó, cái màu xanh, cái màu xanh đó, đó. Nó nữa nè. Ui, con này to hơn nha. Ồ, chắc khả năng là con cá rảnh rồi các bạn. Ui, ui giật kìa. Đúng y luôn mà. À, một bé cá rảnh nha. Ăn trùng. Hả? Ồ, lắc lắc này. Ngon chưa? Xuống đổi bãi mới rồi mới có cảm giác kéo được cá, chứ trên kia mồi một tiếng luôn mà chả hiểu sao nó không đụng vô các bạn ơi. Rất đẹp luôn ha. Có lục bình nó trôi trôi vậy ta. Kỳ vậy ta. Nhúc lên hả ta. Ủa đây đây đây. Sao nó ăn có mỗi cần nhỏ này các bạn ơi. Rồi rồi rồi. Lên. Rồi. Rồi chắc cá rảnh nữa rồi. Dự đoán trước luôn. Đó. Rồi đúng y luôn mà. Đó, kiểu kéo không thể lẫn vào đâu được các bạn ơi. Đây đây à. Wow. Ồ, cứ được thế này đấy cũng đỡ. Vào giật đỡ ghiền các bạn. Đó. Cá mới dưới sông lên là rất là đẹp luôn. Vảy ống luôn. Cho vỏ nha. Yêu vỏ. Rồi, lục bình bắt đầu xuống nhiều rồi các bạn ơi. Hồi sáng rất ít nha, không có luôn. Bây giờ lục bình bắt đầu nó trôi, bạn thấy rác đầy sông không? Thì từ giờ tới tối chắc là nước nó sẽ lớn. Nó bắt đầu nó dướng dây câu rồi đó. Nè, nó trôi ngay dây câu nè. Đó, vướng rồi đó. À, đây, 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 đây. Thanh niên này đây. Đó đó, nhấp 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 thôi. Lên. Lên. Con gì đây? À, nặng nha. Wow, cá rảnh nữa. Wow, sau này cá rảnh không các bạn? Kỳ vậy. Lăn chạch rồi chốt rồi không thấy, thấy cá rảnh không này. À, con này cũng được nha. Rồi, cho vỏ. Nó ra. Nó. Ok. Đây 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 đây. Hai thanh niên này. Đó. Rồi, cây càng màu xanh. Hai thanh niên luôn, cây càng màu trắng nữa. Lên này. Có nha. Từng từng. Con này không phải cá rảnh đâu. Nó luôn rồi, ông ơi, nó luôn rồi. Đây, một con nữa. Nó móc mang giữa. Móc hai lưỡi luôn rồi. Chạy đường trời. Ui, bốn con rảnh các bạn. Mà lục bình tấn công quá. Gì đó, kỳ vậy. Có một con nha các bạn ơi. Con cá mè lưới đây. À, hôm nay là không thấy mấy con da trơn đâu hết nhỉ. Rồi, im đây. Đây, con mè lưới các bạn ơi. Đó. Ok. Đó, đây, đây, đây. Đó, đó, rung quá trời các bạn ơi. Rung quá trời nè. Ngon, ngon. Uf. Rồi. Uf, máy chạy thế. Uf, cá rảnh rồi. Con bự luôn các bạn ơi. Bự nhưng mà ốm nha.
Con này bự nhưng mà ốm nhách à. Đây này. Hả? Không sao, về chiên giòn được hết. Hả? Cho giỏ luôn nha. Để ngồi chút xíu nữa là di chuyển á, chỗ này chắc cá rảnh không à. Mình thì mình muốn câu cá lăng, cá chạch rồi chứ, cá chốt nữa. Chỗ này toàn cá rảnh thôi. Có hai cây luôn nha. rồi. Ây ơi, tới giờ nó là sao á. Có nha. Cái chốt nè, mới nhắc xong lụm liền ha, nó sợ mình bỏ chỗ này đi sao á. Này một con các bạn ơi. Nét đó, câu loại này về kho ăn mới thích. Này chốt râu dài lắm bạn, cái râu con cá chốt nó dài nè, muốn bằng cái thân người nó luôn mà, dài tới đuôi luôn, quá trời râu luôn. Đấy, tiếp tục. Kỳ vậy ta, chướng cái gì vậy ta. À hình như cũng có hay sao ạ. Nãy giờ mình tưởng vướng một bình. Ô có. Yeah. Ui lại chốt. À tụi này nó biết mình nói sao. Mình đang chê chỗ này toàn cái rảnh không à. Tính đi kiếm chỗ khác câu cái chốt này. Làm phát hai con luôn. Hay à. Rồi. Đó. Con này nó mập rồi. Mập lắm các bạn ơi. Nó cứ lai ra vậy riết. Là tí nữa về sẽ nhiều cá thôi. Rồi. Con gì đây? Giật dữ rồi. Trời, cá mè lúi không. Sao này câu thả ra ngoài đó toàn dính cá có phải không à. Chứ cá có phải nó ăn các bạn. Mè lúi này chạy ác luôn. Y mè dinh, chạy y kiểu mè dinh. Nè. Dài thòng lòn á. Con này nó dài ha, dài hơn cá rảnh nha. Đấy. Im kìa. Bạn mới các bạn ơi. Bạn này nữa thôi chứ. Xong rồi rút bữa nay tại vì là lục bình trôi quá cho nên là không có đi xa được. À, chín rồi đó. Đang rồi đang mắc mồi các bạn ơi. Lên. Ồ chỗ này thì bữa giờ câu khá là ổn các bạn, câu lúc nào cũng có hết. Ồ con gì đây, trưa nắng nè. Ồ quá, cá chạch rồi. Ồ con chạch bự lắm các bạn ơi. Wow. Ồ con chạch bự lắm, mình thấy nó rồi mà. Cái này xong chưa có nuốt lưỡi rồi. Không sao. Tiếc nha. Ui con đó phải 2-3 lạng á. Ui. Con chạch rõ to luôn các bạn ơi. Mà không sao đâu, con chạch này nó dạng lắm nha. Mình câu nó xảy là tí nó ăn lại rồi, nó không có bỏ đâu. Cứ ngâm thôi. Ui con đó bự. Đúng bự thật. Lên. có. À. Một con chốt à. Tại hồi nãy giờ vẫn tiếc con chạch các bạn, tại sáng giờ không có câu được nó. Chạch thì to. Đó. Con lành ha. Trời muốn mưa rồi, tự nhiên tắt nắng. Nó mây đen tới quá trời các bạn ơi. Chuẩn bị mưa tới nơi rồi.
vô vỏ nha. Ui, oh, có con màu trắng các bạn ơi. Cần lấy mình đánh trùng hổ đó. Phải không? Rồi. Lên cái gì đây? Nặng. Wow. Wow, con này nặng đây. Trùng hổ nha mọi người. Mấy cái gì ăn đây? Wow, cá lăng. Uống luôn. Ngon luôn các bạn ơi. Nuốt lưỡi ra. Nè. Cái con trùng hổ mà móc nguyên con từ nãy rồi. Nè. Nuốt vô nè. Sâu rồi. Để coi. Đây. Mình lấy không được các bạn ơi, thua rồi, phải cắt thẻo đó. Rồi, cá lăng ngon không? Sao bữa nay nó không có đỏ lên nhỉ? Cắt thẻo rồi. Đó. Cho vỏ luôn nha. Thôi rút quân nha các bạn ơi. Hết buổi sáng rồi. Trời nói chung bị mưa tới đằng trước kìa. Thu cần đi, rồi tí nữa lên bãi mình sẽ khoe lại thành quả mọi người nha. Mưa nè. Đó. Lo giọt thôi. Ngồi đây tí nữa là đứt. Okay. Về tới bãi các bạn ơi. Một cơn mưa kinh khủng luôn kìa. Đen, trời nó đang nắng nhưng mà đen thui luôn. Mây đen thui luôn. Thì đây thành quả bữa nay của mình đây. Câu gì đâu, cá rảnh không à các bạn ơi. Được đâu hai con chốt với con lăng này. Như đây về là chiên giòn thôi. Đó. Đây. Đó. Những cái ngày tháng khó khăn này không biết là còn kéo dài tới bao lâu nữa. Tại vì năm nay cái mùa hạn nó kéo dài quá. Chứ đáng lẽ là bây giờ là nước lớn mình câu cá rất sướng luôn rồi. Cho nên ráng gồng nha các bạn ơi. Xin chào tạm biệt mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video mình. Và hẹn gặp lại mọi người video sau nha. Ok.